Chipu bị hải quan giữ lại kiểm tra vì một món đồ khi đi thi show ở Trung Quốc. Mới đây, đại diện truyền thông của Chipu đã lên tiếng chia sẻ với công chúng những việc ít người biết khi nữ ca sĩ thi chương trình ở nước ngoài. Đặc biệt nhất, chuyện Chipu từng gặp sự cố bị giữ lại ngay cửa hải quan để kiểm tra đến mức trễ chuyến bay và chờ đợi suốt 5 tiếng khiến dân tình bất ngờ. Theo lời ekip, Chipu phải mang hơn chục kiện hành lý để sang Trung Quốc chuẩn bị cho hành trình, ghi hình đầu tiên của tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Tuy nhiên, tại sân bay, nữ ca sĩ bị gọi lại kiểm tra vì hai kiện hành lý chứa đầy bánh cốm, một loại bánh đặc sản của Hà Nội để làm quà cho các đối thủ ở cuộc thi. Đại diện của Chipu kể rằng, nhờ hai kiện hành lý bị cho là đáng ngờ này mà Chipu đã bị giữ lại tại sân bay Thượng Hải để kiểm tra hành lý trong lúc quá cảnh. Lúc các anh kiểm xong thấy mọi thứ bình thường thì máy bay cũng đã đi mất, nên em gái đành phải ở lại phòng chờ, thong thả ăn bánh uống trà suốt 5 tiếng để đợi chuyến bay kế tiếp trong sự ái ngại và xin lỗi liên hồi của các anh trai hải quan. Từ đó, nữ ca sĩ có thêm biệt danh là Miss Cốm từ ekip.